Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay của báo Thanh Hóa. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Hôm nay ngày 30 tháng 8, đợt nắng nóng ở khu vực Thanh Hóa vẫn còn tiếp diễn trước khi hạ nhiệt vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong khi đó, nhiều khu vực trên cả nước có mưa rông, tập trung vào thời điểm chiều tối và đêm. Sau đây là dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngày 30 tháng 8. Khu vực Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bà Thước, mây thay đổi đến ít mây, đêm và chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, nắng nóng gai gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ C, độ ẩm từ 58 đến 95%. Khu vực Lang Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Cẩm Thủy, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ C, độ ẩm từ 60 đến 95% khu vực Như Xuân, Như Thanh, không mưa, ngày nắng nóng, nắng nóng gai gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ C, độ ẩm từ 62 đến 93%. Khu vực Thọ Xuân, Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Yên Định, không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ C, độ ẩm từ 65 đến 93%. Khu vực Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Đông Sơn, Quảng Sương, Nông Cống, mây thay đổi đến ít mây không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ C, độ ẩm từ 65 đến 93%. Khu vực thị xã Bỉm Sơn, không mưa, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ C, độ ẩm từ 63 đến 93%. Khu vực thành phố Thanh Hóa, mây thay đổi đến ít mây, không mưa, ngày nắng nóng, nắng nóng gai gắt, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ C, độ ẩm từ 65 đến 93%. Khu vực thành phố Sầm Sơn, mây thay đổi đến ít mây, không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ C, độ ẩm từ 65 đến 93%. Khu vực thị xã Nghi Sơn, mây thay đổi đến ít mây, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ C, độ ẩm từ 60 đến 90%. Vùng biển Thanh Hóa, mây thay đổi đến ít mây, không mưa, ngày trời nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Tiếp theo là dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 30 tháng 8. Khu vực thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C, cao nhất từ 34 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều và đêm có mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, có nơi dưới 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Khu vực Nam Bộ có mây, chiều và đêm có mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C.